chị thích ăn tóp mỡ giòn mà chị không biết làm như thế nào hết trơn á thì hôm nay nhí sẽ làm cái clip này để tặng cho bà chị cũng như gửi tặng đến tất cả các bạn xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV thì hôm nay nhí sẽ làm một cái clip và làm cái tóp mỡ giòn và cái cách làm này thì mình để tóp mỡ rất là lâu nó không có bị mềm nha hoặc là chúng ta cho tóp mỡ vào trong nước hoặc là có thể mình vào trong mỡ hành cũng không có bị mềm thì cách này thì nhí thấy cũng rất là ngon thì bây giờ nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm thành phần nguyên liệu thì mình có chuẩn bị đây là một ký mỡ da thì cái bí quyết để mình làm cái tóp mỡ mà nó giòn lâu mà nó không bị cứng á các bạn chọn cho nhí cái phần mỡ da và có cái lớp mỡ dày như thế này nè và các bạn nói người ta chọn cái mỡ bụng nha cái phần bụng thì cái da heo nó sẽ mỏng khi mình làm cái phần tóp mỡ lên thì nó giòn xốp và giòn rất là lâu Sáng nay thì nhí đi chợ mua thì hết cái phần mỡ bụng rồi, nhưng mà nhí chọn được hai cái miếng này cũng rất là ok, cái phần da nó rất là mỏng. Và có một cách để xử lý khi các bạn không chọn được cái phần da heo mỏng đó thì mình chọn cái phần da heo dày thì tí xíu nữa thì nhí sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì trước khi chúng ta thắng tấp mỡ thì mình sẽ cắt cái phần da heo này ra thành từng miếng như thế này. Sau đó thì mình sẽ đem cái phần da heo này mình đi luộc ở khoảng 3 đến 5 phút. Thì bây giờ mình có chuẩn bị một cái chảo nước nè. Sau đó mình sẽ cho vào đây một củ hành tím, một ít muối để mình luộc cho cái phần da heo nó thơm hơn. Khi cái phần nước này nó đã sôi thì mình luộc cả khoảng 2 phút nữa là được. Và khi các bạn thấy cái phần da heo nó trong như thế này nè là mình sẽ vớt ra. Sau đó mình sẽ rửa lại nước lạnh cho thiệt là nguội nha. Sau khi mình rửa cái phần da heo này nó nguội và mình để cho nó ráo nước như thế này thì bây giờ các bạn dùng cây nĩa nè các bạn xăm đều trên cái phần da heo nha và cái cách để khắc phục khi các bạn không chọn được cái phần da heo mỏng á, mình chọn cái phần da heo dày thì các bạn dùng cây nĩa này các bạn xăm nhiều lần lên thay vì các bạn xăm 10 lần thì các bạn xăm hai chục lần như vậy khi mình thắng cái phần tóp mở lên đó nó sẽ giòn và không có cứng nha sau khi mình xăm hết cái phần da thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần mở này ra để mình đi thắng tùy theo cái cách của mọi người Ở nhí thì nhí sẽ thích cắt cái phần tóp mỡ nó bự bự và nó dài dài như thế này nè để khi mình thắng lên á mình ăn nó rất là ngon nha sau khi mình cắt xong thì bây giờ nhí sẽ cho cái phần tóp mỡ này ra một cái chảo để mình thắng và khi mình thắng tóp mỡ thì các bạn mở lửa lớn nha mình đừng mở lửa nhỏ nha với cái bếp ra đôi thì mình sẽ để hết lửa luôn thời gian đầu thì mình sẽ đảo đều để cho cái phần mỡ này nó ra nước mỡ nè và các bạn lưu ý khi mình thắng mở thì cái phần mở nước này nó ra mà nhiều quá thì các bạn phải múc ra bớt để cho cái lượng mỡ nó đủ cái độ nóng để nó làm cho cái phần tấp mỡ nó đủ giòn nha còn nếu mà cái dầu nhiều quá thì mình đun cái lửa không có đủ độ nóng thì cái phần tấp mỡ cũng sẽ không giòn khi các bạn phi cái phần tấp mỡ này các bạn thấy cái phần tấp mỡ nó đã vàng rồi thì các bạn đập vài tép tỏi các bạn cho vào và mình canh làm sao đến khi nào cái phần tỏi nó vàng thì cái tép mỡ nó vàng luôn nha thì cái tỏi này nó có tác dụng khi các bạn bảo quản cái tóp mỡ này lâu quá thì nó sẽ không có nghe mùi hôi dầu thì bây giờ như thấy cái phần tóp mỡ nó đã giòn nó vàng thì mình sẽ vớt ra và mình để cho cái phần tóp mỡ này nó ráo dầu nha đây các bạn nhìn rất là hấp dẫn khi cái phần tóp mỡ này nó đã nguội thì mình sẽ cho ra một cái dĩa nè thì cái tóp mỡ này các bạn có thể dùng để xào với bắp xào tôm khô làm mỡ hành kho cá hoặc là xào rau muống các bạn cho vào rất là ngon và rất là thơm bây giờ thì nhí sẽ ăn thử để coi cái độ giòn nó như thế nào nha thì đây là cái cách mình làm cái phần tóc mở giòn để lâu không có bị mềm à, nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ cho nhí xin một like và giúp nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè gần xa được xem và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí xin một lượt đăng ký kênh để nhí có nhiều cơ hội để phục vụ cho tất cả các bạn những cái món ăn ngon nha có hai cái cách bảo quản tấp mỡ khi tấp mỡ nguội thì các bạn cho vào một cái keo một là mình bảo quản tự nhiên bên ngoài hai là các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh thì cách nào cũng rất là ok nha nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái phần tấp mỡ giòn thật là ngon còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo bye bye các bạn